Vâng, thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên là hiện tại Hoài Linh chủ yếu dành thời gian chăm nom và sinh hoạt tại đền thờ tổ nghiệp 100 tỷ ở thành phố Thủ Đức. Thời gian vừa qua thì nam danh hài còn gây bão khi bắt đầu lập tài khoản YouTube, TikTok, chia sẻ những video vui nhộn cuộc sống đời thường đã thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được lượt theo dõi rất khủng chỉ trong một thời gian rất là ngắn. Vâng, kênh YouTube của anh có tên là Võ Nguyễn Hoài Linh. Kênh YouTube chính thức của Hoài Linh thành lập vào ngày 6 tháng 2 đã đăng tải 14 video. Đến nay đã sở hữu 922.000 lượt theo dõi và cán mốc 1 triệu người đăng ký. Nam danh hài sẽ nhận được nút vàng danh giá của YouTube. Đây được xem là kỷ lục khủng mà hiếm có nghệ sĩ nào vượt qua. Trên kênh YouTube Bí mật Vì Beat thì Hoài Linh vừa chia sẻ lý do tham gia YouTube khá muộn màng so với các nghệ sĩ khác. Anh kể rằng, tôi làm YouTube là do có người xúi tôi, chứ không có chuyện buồn thì làm cho vui. Tôi buồn lâu rồi, buồn cả đời, chứ có phải bây giờ mới buồn đâu mà làm. Tất cả là có người xúi cả đấy. Tôi lớn tuổi rồi mà ngu lắm, phải có người xúi mới chơi. Cuối cùng tôi cũng phải cảm ơn người ta. Nhận được hàng triệu lượt xem qua mỗi video. Cuối cùng, thưa quý vị và các bạn, Hoài Linh phải thốt lên rằng cần phải cảm ơn cái người đã xúi mình phải không ạ? Và nhận được nhiều lượt xem qua mỗi video như vậy, cùng với hàng nghìn bình luận từ phía fan, Hoài Linh cho biết anh vẫn đọc hết tất cả các ý kiến góp ý của khán giả. Thậm chí, ai thắc mắc về vấn đề gì, nam danh hài cũng sẵn sàng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, đến hiện tại thì Hoài Linh vẫn chưa bật quảng cáo trên các video của mình để kiếm tiền từ lượt xem. Về điều này thì Sáu Bành giải thích như sau. Khi mà đạt được 100.000 lượt theo dõi thì mọi người khuyên tôi bật quảng cáo đi, nhưng tôi bảo thôi, mình vẫn còn mới quá nên chưa muốn quảng cáo ngay. Lúc được cái nút bạc, tôi gửi mail cho YouTube để đòi lấy nó. Nó tưởng tôi hack nên mới đạt 1.000 lượt theo dõi nhanh đến thế. Tôi cũng không dám kêu gọi mọi người để đạt nút vàng, kêu một lần thôi duy nhất. Dù nhận được đa số tình cảm của khán giả, nhưng Hoài Linh thừa nhận anh không tránh khỏi những anti-fan. Tôi vẫn phải trả lời lịch sự, đàng hoàng bởi vì quan niệm của tôi là khen cũng tốt và chê cũng tốt. Nếu không chê thì mình không rút ra được kinh nghiệm. Lời khen có cánh quá thì giúp mình phấn đấu được. Hoài Linh đã thẳng thắn và chia sẻ như vậy. Nghệ sĩ Hoài Linh đã tự tay thông mương ở nhà thờ tổ 100 tỷ. Nổi tiếng cũng là người phải làm hết, sau này có thất nghiệp thì tôi đi móc cống cho vui. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Hoài Linh qua những gì mà nam nghệ sĩ chia sẻ trên YouTube đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Và thời gian gần đây thì nghệ sĩ Hoài Linh đã tích cực tham gia các hoạt động của mạng xã hội, đặc biệt là nam nghệ sĩ đã mở kênh YouTube và TikTok riêng thu hút lượng follow khá là khủng phải không ạ? Vào ngày 19 tháng 3 thì nam danh hài chia sẻ đoạn clip ghi lại nam nghệ sĩ vào dọn vườn trong nhà thờ tổ 100 tỷ, gọi mình là kỹ sư cầu cống. Vâng, nghệ sĩ Hoài Linh đích thân làm những công việc tay chân, ví dụ như là dọn cống, thông mương khiến cho công chúng không khỏi bất ngờ. Anh chia sẻ rằng lâu lâu tôi phải ra móc bùn, không thì sẽ bị tắc cống, còn phải đổ cả thuốc xuống nữa, không thì muỗi lại đẻ lăng quăng vào đó. Đầu tiên làm như thế này thì tôi không chịu nổi mùi hôi, nhưng làm riết rồi tôi cũng quen. Có làm như vậy tôi mới thấm thía nỗi khổ của những người đi làm cống. Trong vườn có chút xíu cống mà nó nghẹt mình đã khó chịu rồi, huống chi là người ta làm ở ngoài đường. Bởi vậy nên mai mốt đừng ai quăng rác xuống cống thoát nước hay là kênh mương nữa nhé. Hậu quả là mình lãnh chứ không phải ai lãnh đâu, chết luôn đấy. Vâng, có thể thấy rằng là nam nghệ sĩ đã không ngại bẩn mà cúi rạp người, cho tay sâu xuống để móc từng bịch rác lên. Dù vậy thì quần áo vấy bẩn nhưng nụ cười vẫn nở trên khóe môi của nam danh hài. Nghệ sĩ Hoài Linh còn cho biết mình rất thích lao động, không thể hề nào vấn đề gì. Anh cũng mong khán giả hiểu và đừng tỏ ra xót xa cho mình. Nam nghệ sĩ bộc bạch. Nhiều khán giả nói tôi nổi tiếng mà đi làm mấy cái việc như thế này. Nổi tiếng thì không được làm sao, nổi tiếng cũng là người chứ, cũng phải làm hết. Mấy cái này tôi làm được hết, không có khó khăn gì cả. Nói chung cái nào trong khả năng của mình thì mình nên làm, khó quá thì thôi. Tôi làm những công việc này từ xưa tới giờ rồi, từ nhỏ nên thấy nó hết sức bình thường. Bởi vậy nên là khán giả có thấy cũng đừng xót xa cho tôi làm gì. Thậm chí là nam nghệ sĩ còn hài hước nói sau này thì có thất nghiệp thì tôi cũng đi móc cống cho nó vui, chả làm sao cả. Làm như thế này thì giúp tôi có kinh nghiệm dọn cống hơn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta có thể thấy rằng nam nghệ sĩ Hoài Linh rất là chân thành và
mộc mạc phải không ạ? Chính sự chân thành mộc mạc đó khiến cho khán giả cảm giác rất gần gũi đối với anh. Thưa quý vị, trước đây vì thường xuyên phải đi lưu diễn, di chuyển nhiều, bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam, nên là danh hài Hoài Linh đã bị ảnh hưởng của sự chênh lệch múi giờ. Thêm vào đó anh lại suy nghĩ nhiều, nên từ lâu chứng mất ngủ đã đeo bám nghệ sĩ này. Hoài Linh khiến cho nhiều khán giả hết sức xót xa khi mà tâm sự anh luôn phải uống thuốc ngủ để cho nó dễ ngủ và làm việc với thuốc ngủ cũng như là một người bạn của mình vậy. Hoài Linh khiến nhiều người rất lo lắng vì họ sợ thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng tới thần kinh của nam danh hài. Sau khi rời truyền hình, Hoài Linh về sống một mình tại đền thờ như chúng tôi đã đưa tin ban đầu. Nam danh hài cho biết mình vẫn bị mất ngủ và nhiều lần phải uống thuốc ngủ nhưng không lo ngại. Nói về chuyện này thì Sáu Bảnh cho biết chứng mất ngủ của anh không quá nghiêm trọng đâu. Vâng, chúng tôi cũng rất mong nam danh hài sẽ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và mong rằng khán giả sẽ luôn luôn đồng hành cùng với nam nghệ sĩ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video này, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho chúng tôi, cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.